Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn về cái câu hỏi mà visa bóng gió hai sang ngốc thì kiếm được bao nhiêu tiền để cho các bạn có những cái nhìn khách quan nhất ha. Thì mình sẽ không trả lời trực tiếp là kiếm được bao nhiêu tiền, tại vì các bạn cũng biết là mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, qua mỗi bang khác nhau là mỗi loại công việc khác nhau. Thì mình không thảo lời được cái con số chính xác cho các bạn để khỏi gây hiểu nhầm thì mình sẽ làm như thế nào mình sẽ phân tích tất tầng tật các vấn đề về tiền lương các loại chi phí để cho các bạn có cái nhìn tổng quan nhất rồi từ đó các bạn có thể tự tính toán nha Ok mình sẽ cùng nhau bắt đầu nè rồi đầu tiên thì cái visa 462 của các bạn thì cái thời hạn visa là 12 tháng thì bây giờ mà 12 tháng thì nó sẽ là 52 tuần. Các bạn sẽ có 52 tuần làm việc tại Úc. Nhưng mà theo quy định của visa bóng số 2 thì 6 tháng các bạn phải chuyển qua chỗ khác để làm việc. Chứ không thể nào mà tiếp tục làm việc tại một chỗ. Thì bây giờ 12 tháng là 52 tuần thì mình cho 2 tuần đó là coi như là 2 tuần các bạn gọi là... À, bỏ hai tuần đi, coi như hai tuần đó là các bạn sẽ không làm gì để mà đi du lịch. Rồi trước khi uh, tìm được uh, công việc mới cũng coi như gọi là hai tuần đó là hai tuần uh, thất nghiệp. Ok thì bây giờ các bạn sẽ có thời tổng số thời gian làm việc đó là 50 tuần ha. Ok, mình sẽ để trên màn hình cho các bạn hình dung cho nó dễ hiểu. Rồi. Và bên nhốt này á thì cả cái tiền thế đối với uh, các bạn uh, vì sao của cây nhỏ ly là 15 trăm nha các bạn tiền thế trên thu nhập của các bạn là 15 phần trăm tiếp đấy nữa đó là một tuần các, các, bạn sẽ có một câu hỏi nữa là thế làm mới nhất là một tuần được bao nhiêu tiếng thì bây giờ uh, uh, quy định mới của uh, Úc như sau các bạn này tức là trong vòng 8 tuần liên tiếp thì các bạn làm tối đa là 304 tiếng thôi nha các bạn. 8 tuần liên tiếp, tối đa là 304 tiếng. Tương đương với trung bình một tuần của các bạn sẽ là 38 tiếng. Tại vì nếu à, tại vì công ty của mình nó mới gửi cái quy định này thôi nên mình sẽ phân tích về cái quy định mới này cho các bạn. Ở các công ty bên nhóc này các bạn, người ta hạn chế các bạn làm việc vào ngày lễ cuối tuần để tại vì sao nếu mà ngày lễ cuối tuần người ta sẽ chi cho các bạn rất là nhiều tiền và đó là điều mà người ta không mong muốn và chính mình nếu các bạn là chủ doanh nghiệp thì các bạn cũng không muốn công nhân của mình làm vào những ngày lễ mà họ được nhận lương gấp đôi gấp ba thì bây giờ mình quay trở lại với cái chủ đề là một tuần theo quy định là công ty nó sẽ cho phép bạn làm 30 tiếng tấn à, 38 tiếng sau này thì không nhất thiết là tuần nào các bạn cũng phải làm 38 tiếng thì nó sẽ du dây như thế nào có tuần các bạn sẽ làm được 41 42 tiếng nhưng mà có những tuần nó sẽ cho các bạn làm thấp hơn 38 tiếng để nó bù lại trong cái chu kỳ 8 tuần liên tiếp làm sao cho tổng số giờ của các bạn là nó nhỏ hơn hạt bằng 304 tiếng thôi Tại vì nếu mà trong cái chu kỳ 8 tuần này nếu mà số giờ của bạn tổng lại mà nó vượt quá 304 tiếng chẳng hạn như 305 đi thì cái tiếng thứ 305 á, người ta sẽ trả cho các bạn cộng thêm 9 đồ nữa hơn chín đô, mình không nhớ cái con số nhỏ phía sau nhưng mà hơn chín đô. Thì ví dụ như lương của các bạn là 24 đô một giờ đi, đúng không? Thì cái tiếng thứ 305 á nó sẽ 24 đô cộng cho chín nữa. Thì nó thành ra là rất là nhiều rồi đúng không? Nó cộng cho chín lên thành ra là hơn 30 mấy đô rồi. Thì nó rất là nhiều cho công ty mà một công ty rất nhiều công nhân thì nó không muốn điều đó. Nên hiện tại là công ty của mình cũng như là những công ty khác thì đã áp dụng cái chính sách này rồi. Nên mình sẽ lái uh, trung bình là một tuần 38 tiếng cho Để các bạn có thể dễ tính nha Nhiều bạn có thể là làm ít hơn Nhiều bạn có thể làm nhiều hơn Thì mình lái trung bình 8 tiếng đi Coi như là màu hồng đi Các bạn gỗ là một màu hồng nha Mình phân tích theo góc độ là một màu hồng Rồi Tiếp đấy Thì tiền lương ở bên nhốt là một tiếng người ta trả cho các bạn bao nhiêu tiền Thì hiện tại là Mình tham khảo 10 người bạn của mình Cũng như chính kinh nghiệm của bản thân mình đây Mình làm hai chỗ rồi á thì mình thấy á, mức lương thấp nhất hiện tại á, theo quy định nhà nước là 19 đô 28 19 đô 28 à. còn mức lương mà mình thấy trả cao nhất trong các bạn các bạn bè của mình á, là 24 đô 36 một tiếng thì nó nằm trong khoảng từ 10 à, từ 19 cho tới 24 đô và cái này mình nói thêm thôi là hôm trước mình có nói chuyện với một người bạn Đài Loan của mình người ta lúc xưa là nó làm cho bên picking mấy uh, thu hoạch trái cây thì người ta bảo là chủ nó chỉ tả 16 đô thì mình thấy điều này rất là bất công nên là nó không phải lúc nào cũng là theo quy định nhà nước 19 đô rồi đó là và mình liệt kê sơ các phần trên rồi tiếp đấy những cái chi phí mà các bạn phải bỏ ra là gì thứ nhất tiền nhà hiện tại bên nhóc á thì tiền thuê nhà cho một người á một người thôi nha thì nó nằm trong khoảng từ 100 cho tới 150 đô một tuần. Còn về tiền ăn á, thì nó nằm trong khoảng từ 10 đô cho tới 100 đô một tuần. Tùy vào cái vị cháy, ví dụ nếu bạn ở đảo á, thì giá thức ăn sẽ cao hơn. Nếu các bạn ở trong đất liền là gần mấy trung tâm lớn thì giá thức ăn nó thấp hơn thôi. Rồi tiền xe á, thì nếu mà các bạn không có xe thì các bạn ở chung lại mua xe. Thì một chiếc xe cũ bên này trung bình thấp nhất nó nằm rơi tầm khoảng 3.000 đô ốc một chiếc thì nếu các bạn cùng nhau chia bốn người một chiếc thì nó sẽ rẻ ra nhưng mà à, nếu không á, thì có một số công ty như công ty mình á, nếu bạn nào không có xe thì các bạn đi xe chung với công ty thì các bạn phải nộp là 5 đô một ngày tương đương với là một tuần là 25 đô đó thì đó là các uh, chi phí để mà các bạn phải bỏ ra khi mà làm việc ở bên nhóc đồng thời là các bạn còn phải bỏ ra các cái chi phí về vấn đề như là các bạn qua bên này các bạn không có dụng cụ nấu ăn thì các bạn phải bỏ tiền ra mua dụng cụ nấu ăn để mà các bạn có thể nấu ăn cũng đồng thời là các bạn phải bỏ tiền ra để mua các ví dụ như là các đồ dùng về sinh trong nhà tại vì công ty nếu mà các bạn đi thuê nhà thì các bạn phải đảm bảo cái vấn đề vệ sinh nhà ở của các bạn đó chi phí thêm rồi ngồi ra nữa nè các bạn đâu có phải là các bạn làm việc một chỗ cố định có thể là ba tháng các bạn làm việc ở bang này xong 3 tháng sau các bạn làm việc bang khác thì các bạn lại thêm cái chi phí mà các bạn phải di chuyển nữa di chuyển từ nơi này qua nơi khác thì nó cũng phải mắc đến nha vài trăm đô rồi ngoài ra nó là còn cái chi phí cho thất nghiệp nếu như các bạn mà không làm việc các bạn chỉ ở nhà không á thì các bạn lại tốn tiền ăn tốn tiền nhà con tiền thời gian để đi xin việc. À, kể cả có một cái chi phí nữa là chi phí tiền uh, điện thoại, tiền internet nữa. Thì mình cho rơi vào khoảng là tiền uh, mạng, tiền internet các bạn rơi vào khoảng uh, 50 đô, 50 đô một tuần ha. Thì mình lấy trung bình vậy đó. Tiền uh, 4G đây là 50 đô một tuần. Thêm cái chi phí đó để cho các bạn dễ tính vào trong cái uh, thu nhập của các bạn. Ha. Thì vừa rồi mình cũng phân tích sơ về các... À, à, về vấn đề thu nhập và chi phí khi các bạn à, qua Úc làm việc theo cái Visa Working hai à, à, một năm. Thì à, trong các bài phân tích vừa rồi nếu các bạn cảm thấy có, có câu hỏi gì chưa rõ đó, thì các bạn có thể inbox qua Facebook mình hoặc là comment ở dưới video này. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.